chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa hạt Vinamilk 9 hạt, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Áo Song, bài hát của chúng ta, 21 giờ 45 phút thứ bảy hàng tuần, phát sóng toàn cầu trên Vion. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Ông chị vẫn tin Thu Minh à? Thu Minh à? Bảo là chị đừng có vội vàng, bây giờ chị phải nghe em. Bây giờ em xin lỗi chị nhá, em tổn thương hơi bị nhiều rồi. Bây giờ em tránh. Chị muốn hỏi em thì chị phải nịnh em lại. Chị chà đạp em, xong rồi chị lại kiên lễ ninh. Cưng ơi cưng, show me the way. Cưng ơi cưng, show me the way. Đó, đó. Người ta nói là cái gì đã yêu ai á, dù là bị đá đít xong mà nói ngọt câu là quay lại liền. Phụ nữ yêu bằng tay mà. Đấy. Ok, bây giờ hai cái bông hồng này thì bây giờ mình có nên quăng không hay là mình từ từ chờ các cái con cá khác? Em thấy cá mà quán quân với cả á quân là cá xịn rồi. Cho nên là chị mình cũng thể có chốt được rồi chị ạ. À, chốt điêu cái gì? Chốt điêu được á. Hai cá số 5 số 6 rồi nha, còn hai con là hết cá rồi. Xin mời chị Thanh Hà. Trước tiên nhá, chị chào hai em. Chị đã gặp hai em và chị rất là thích giọng hát của hai em. Lâm Bảo Ngọc á, ngày hôm nay em đến đây để em chiến thắng, để là quán quân đúng không? Chị chúc cho em có thật là nhiều may mắn, bởi vì em đã có tiếng hát rồi. Chị dành hết những cái may mắn nhất của năm 2004 này dành tặng cho em. Và mong là năm nay với chương trình này em sẽ tìm được cái ngôi vị đó. Với Thảo My á, I've always loved your style. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chị rất là thích tiếng hát của em, phong cách của em. Em xin mời bác Linh. Lần đầu tiên bác nhìn thấy Lâm Bảo Ngọc ở đây là bác được đối diện trực tiếp ý. Chứ còn thực ra bác có theo dõi Bảo Ngọc. Ôi thật ạ? Đây là một ca sĩ mà hát mà bác thấy là tổ con hát chính xác tất cả mọi thứ luôn. Từ nhịp, phách cao, độ này nọ, tiết tấu. Con hát rất là hay, wow, rất là cao luôn. Bác. Này, giọng này là đỏ với giọng chị Thu Minh luôn, được luôn ý. Bất chấp luôn nhá. Còn Vũ Thảo My thì nhiều năm rồi, bây giờ bác mới gặp lại. Tiết mục vừa rồi Thảo My hát. Bác chỉ gói gọn cho một câu thôi, Thảo My đúng là em của ngày xưa khác rồi. Dạ con cảm ơn. Em ngày xưa khác rồi, nó cũng như là một cái lời khẳng định của My muốn nói với tất cả mọi người, đó chính là My của bây giờ đã khác ngày xưa rất là nhiều. Nhưng để bác buộc chọn, bác không thể Thảo Mai được, bác sẽ nói luôn. Bác thích cái sự quyến rũ trong bài hát. Thì cái điều đó bác thấy Thảo My nét căng luôn. Bác sẽ chọn Vũ Thảo My. Dạ, con cảm ơn đi rất nhiều. Chú Linh dễ thương lắm mọi người ơi. Nếu như mà mình kết hợp với chú Linh ấy thì cũng sẽ là một sự kết hợp thú vị đấy mọi người ạ. Rất là bất ngờ khi bác Quang Linh biết đến Ngọc, vì Ngọc biết dòng nhạc của bác Quang Linh hoàn toàn khác so với những gì Ngọc hát. Trái tim mình như rụng ra vậy. Ở độ tuổi như vậy rồi mà chú Linh vẫn còn chịu tham gia chương trình là chứng tỏ chú Linh rất là chịu đổi mới bản thân, sẵn sàng thử những cái mới. Anh trai C2 Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn. Anh Dũng, anh thấy thế nào? Đúng là phải nói là lời khen cho chương trình. Vì cực phẩm trong chương trình bung ra dần, cho nên là hai cô nào cũng xinh xắn, cô nào cũng mang một chút quyến rũ. My, anh rất thích cái nét USUK của em. Rất là mê. Anh rất là mê. Ở trên này á, anh tưởng tượng em giống như là Tony Braxton của Việt Nam. Ngọc thì giống hồi nãy em nói gì, giống như những cô gái mang một âm hưởng Latin. Sao có thể chương trình có thể là mang nhiều màu sắc đến như thế? Hai cô gái đều làm cho em cảm giác muốn bày tỏ ngay cái sự yêu thích. Eo cái cách em bày tỏ sợ thật ấy. Em móc từ đây em móc ra. Tại hồi nãy anh Hải anh không có biết moi tim gan phèo phổi ra, còn em là em moi hết. Khó chọn quá cực phẩm của chương trình. Cho nên là chắc chắn là cũng phải làm khó. Đừng có tin anh Dũng nhá, ai anh Dũng cũng nói một cái thái độ như vậy. À không chị, em
chị ngồi đây chị nghe hết ấy. Eo ơi, em cứ quăng lưới mà vẫn mới cái thái độ như thì thế. Thì em là đàn em phải nghe lời đàn chị dạy em, không chị cứ quăng đi. Cá nào vô thì tính sao? Dũng ơi, Dũng ơi. Dũng, em nói rằng bây là giờ em, anh Hải có em thể học tin chị được. Lam từ đầu đến giờ là chọn hết. Đúng rồi. Anh là người chọn ít nhất ở đây. Mời anh Hải, anh có chọn không? Nếu chọn cả hai được thì tốt. Ôi, tham hết. Anh bắt đầu tham rồi đấy anh Hải ơi. Anh tham rồi đấy anh Hải ơi. Cái này mình nói thật lòng là cả hai cái tiết mục này để mà so kè với nhau nó quá khó lựa chọn. Suýt sao đúng không? Tranh nhau một ly thôi. Bắt buộc phải chọn một. Đấy, nếu bắt buộc chọn một nhá. Thẳng luôn. Thì mình sẽ đợi đến cuối chương trình mình suy nghĩ từ từ, suy nghĩ từ từ. Em đây là ông Hoàng của Thảo Mai luôn. Anh Hàn ơi, em có ý kiến. Mời Lily. Em biết là tâm trạng của anh Hải bây giờ chắc là vẫn còn hơi sang chấn trước cái sự khước từ của em. Cho nên là em cũng muốn hai ấy ơi. Mình cũng muốn nhắn nhủ với hai ấy là ấy đen với ấy đỏ là anh Hải lúc nãy là mình là sự lựa chọn đầu tiên của anh rồi. Nếu mà anh Hải có chọn ai á thì cũng sẽ làm chịu khỏa lấp thôi, cho nên là nếu mà chịu được cái cảm giác đó thì chọn anh Hải, còn không thì mời chọn trời những vị OG khác nha. Ê em ơi, em ơi, đừng cạnh nhau có con nghe thì nói nha. Trời đất ơi, bây giờ mình lại thành cá. Em ơi, cái này nè, cái này đúng nghĩa là ăn không được phá cho hôi nha. Nha ấy đỏ đen ở trên đấy ơi, bạn phải biết là mình đến với bố trước bạn một năm kìa. Và hậu phương của bố rất thâm hậu nên là bạn không thể nào mà đấu lại được đâu. Bạn đến với bố nhưng mà bố đâu chọn bạn đâu. Không, tớ với bố á là một mối quan hệ thân thiết khác. Và nếu mà bạn muốn đến với bố á, bạn phải nịnh em của bố trước đã. Lily ơi, em là người đến sao em ơi? Em không biết là trước đó trong khu rừng già con gấu và con hà mã có quan hệ. Nhưng mà chỉ là anh em quan thôi. Hệ gì à? Quan hệ thân thiết anh em. Khoan anh Thành, anh hỏi em ấy là tại sao từ nãy giờ em cứ cười tủm tỉm đi. Vì sao vậy em? Tại vì em thấy anh Hải ở trên kia kìa. Anh Hải ơi. My ơi, chị đã nói rồi. My ơi, em đừng có cố chấp em ơi. Em sẽ là người tổn thương nó. Anh Hải là một cái tên rất là hot, ai cũng giành giật kêu em phải được hát với anh Hải, giống như là My nè, hoặc là kể cả Cam. Kêu chị ơi, chị hát với anh Hải hả? Chị ơi, chị hãy nhìn vào mắt anh Hải giùm em nhé. Nói chung là các bạn Gen Z thì bây giờ các bạn thoải mái ở trong cái việc bộc lộ cảm xúc. Lúc mình còn Gen Z là mình e ấp lắm, mình dịu dàng, e ấp gọi là hơi. Nhưng bây giờ các bạn Gen Z các bạn sẽ thích là thích, yêu là yêu, và các bạn bộc lộ ngay. Nói chung rất tuyệt vời. Mối quan hệ này rất Thành là ơi, phức tạp. Sao chị nghĩ như vậy nè. Sao chị? Một nửa của Hải đã xuất hiện rồi. À, đó là? Là Lâm Bảo Ngọc. Nếu Lâm Bảo Ngọc mà kết hợp với Hải sẽ là hoàn hảo. Vì sao? Vì chị mới xem bói. Chị ngang á, chị bị ngang á, chị ơi. Chị bị ngang á. Thực chất thì em là trưởng FC fan girl của anh Hoàng Hải vô cấu. Đâu có đâu, không phải. Ngày hôm nay lại gặp anh Hải ở đây là chứng tỏ là do duyên số rồi. Chị nhưng em không phải em được là trưởng FC. Nhưng mà thế sao Hải lại có giá ngang vậy trời. Lợi thế của Hải so với những OG còn lại đấy là sự hồn nhiên. Ý nhỉ? Hai con cá này mình phải suy nghĩ lại chị ạ. Đúng rồi đấy, chị thấy chưa? Đây hậu cung hơi bị rối loạn rồi. Mê trai, mê đẹp trai.